Nhà đất Hằng Ni xin kính chào tất cả các anh chị khán thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp, ngày hôm nay Hằng Ni giới thiệu một căn nhà phố, đường to, rộng 10m, view công viên cây xanh, một căn nhà duy nhất trên thị trường hiện nay, thuận tiện cả nhà mình di chuyển về quận Bình Thạnh, Phú Nhuận và sân bay Tân Sơn Nhất chỉ tầm khoảng 10 phút. Tọa lạc ngay trục đường Nguyễn Oanh thuộc phường 15 quận Gò Vấp. Nhà mình kế bên ngã năm Gò Vấp luôn, di chuyển về các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh rất là gần. Và với diện tích chiều ngang lên tới 4m, chiều sâu là 17m, mà phân khúc giá bán chỉ có 8 tỷ hơn. Đó, đường ô tô 2-3 làn xe chúng ta di chuyển tránh nhau thoải mái. Vị trí vừa ở, mở văn phòng công ty, spa tại nhà thì rất là phù hợp luôn nè cả nhà. Mua ngôi nhà này về dành tặng cho ông bà lớn tuổi trong gia đình của mình thì rất là thích hợp luôn. Phía dưới có đường trải nhựa rồi cây xanh, mình đi tập thể dục thể thao, còn có một khoảng sân phía trước nữa. Đó, cũng như là con cháu của mình rồi con em mình xuống đây vui chơi, một không khí phải nói rất là trong lành luôn. Một căn nhà phố kết cấu là một trệt 3 lầu, sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Nhà chính chủ mình xây dựng để ở rất là kiên cố và chắc chắn. Khu vực này mà mình mở văn phòng công ty, cũng như là nhà mình có khách di chuyển đến chơi nhà, mình đổ xe ô tô phía trước, hoặc là nhà có 2-3 chiếc xe ô tô thì mình đậu rất là thông thoáng và thoải mái luôn nè cả nhà. Đó, mẫu kiến trúc tân cổ điển, một trệt 3 lầu, sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Và nhà mình thuộc hướng chính là hướng Tây Nam, phù hợp khách hàng mình hướng mà là Tây Tứ Trạch. Với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu là 17m. Công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp, radar ô tô. Bên trên có tổng là 4 phòng ngủ. Và đặc biệt nhà mình được gia chủ có thiết kế cho mình phòng xông hơi, phòng spa chăm sóc da, phòng thờ, ban công, sân thượng đầy đủ. Một căn nhà đang được gia chủ rao bán với mức giá là 8 tỷ 750 triệu đồng. Giá còn thương lượng với chính chủ nữa. Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Đó, Hằng Ni đi dạo quanh cái khu dân cư tại khu vực này một tí để cả nhà mình cùng tham quan. Rồi em bắt đầu di chuyển vào bên trong ngôi nhà nè. Đường quá là rộng luôn cả nhà ơi. Tìm đâu ra một căn nhà thứ hai mà đường to, đường rộng như vậy. Đường trước nhà của mình rộng lên tới 10m lần. Có cây xanh, trồng cây nè, rồi buổi chiều gì đó con cháu của mình xuống đây mình đá banh, mình chơi nhảy dây gì đó rất phù hợp luôn. Khu vực này là an ninh, khu phân lô rộng 50 căn, kế bên cụm căn hộ chung cư, ngoài đó tập trung rất là nhiều tiện ích. Ngay trục đường Nguyễn Oanh kết nối với đường Phan Văn Trị, di chuyển về trục đường Phạm Văn Đồng cũng như là các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Phú Nhuận rất là thuận tiện. Và nên di chuyển tiếp tục vào bên trong ngôi nhà để cả nhà mình cùng tham quan. Mẫu kiến trúc tân cổ điển nè, một trệt 2 lầu thêm ban công sân thượng bên trên nữa. Và được gia chủ trang bị cho mình gồm 2 lớp cửa ra vào, một lớp cửa sắt 4 cánh bên trong, thêm một lớp cửa gỗ 4 cánh nữa nè cả nhà. Mình có một khoảng sân phía trước có thể đậu được 4-5 chiếc xe máy, tương đối thoải mái, rất là rộng luôn. Đó, nhìn ra khu nhà đối diện. Đó, thông thoáng chưa? Lâu lắm rồi mới thấy một căn nhà mà đường rộng, đường to như vậy, để an cư nghỉ dưỡng thì rất là phù hợp luôn. Và di chuyển tiếp tục vào bên trong ngôi nhà, một lớp cửa gỗ 4 cánh. Và phía trước được gia chủ thiết kế cho mình nè, có tủ để giày dép, tủ để nón bảo hiểm, đầy đủ các trang thiết bị luôn. Và Hằng Ni đang có mặt tại gian phòng khách đã được gia chủ trang bị hoàn thiện. Khu vực tầng trệt là phòng khách liền kề với gian bếp bên trong. Trong đó mình có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi, tivi treo tường bên trên. Bên trên được gia chủ thiết kế cho mình đèn led âm trần kết hợp với quạt máy xoay Panasonic nè cả nhà, với tông hiện đại. Pha thêm một chút tân cổ điển bên trong. Bên dưới là chủ mình lót gạch bóng kiến 80-80, chống trì, chống trơn trượt. Và mảng tường khu vực sofa của mình ốp những cái tấm bằng kính cường lực á, nhìn nét chưa, tấm giả đá nữa nè. Rồi có ghế massage, tặng lại toàn bộ nội thất bên trong nhà cho mình luôn. Thang bộ được gia chủ thiết kế nằm ở giữa ngôi nhà. Bên dưới chân cầu thang của mình là tủ để đồ, tủ kho nè cả nhà. Và di chuyển tiếp tục vào bên trong, được gia chủ thiết kế cho mình khu vực bếp. Trong đó có hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bộ bàn ăn 6 ghế, tủ lạnh xe bay size lớn, bếp âm mặt đá, máy hút mùi, bồn rửa, phụ kiện bếp đầy đủ. Và được gia chủ đầu tư cho mình toàn bộ là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống mẩm, và bảo hành hàng mình trong thời gian an cư sinh sống. Đó, tủ rượu, tủ trưng bày, đầy đủ các trang thiết bị luôn. Quá là sang trọng cho một căn nhà ngang 4, chiều sâu là 17m, mà ngay vị trí gần với trung tâm ngã năm Gò Vấp nữa. Di chuyển đi đâu cũng tiện. Lavabo đường soi nằm phía bên ngoài nè cả nhà. Và khu vực giếng trời thông thẳng là có tầng bên trên. Những căn phòng phía sau sẽ có giếng trời, rồi phòng phía trước sẽ có ban công. Thoáng lắm, và toilet sử dụng tại tầng trệt. Đó, bồn vệ sinh và tắm hoa sen, gạch
ốp cao phương trần lên trên luôn nè. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn một lần nữa từ phía cuối ngôi nhà. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và mua bán ngôi nhà với giá bán hợp lý nhất cho một căn nhà phố tọa lạc ngay trục đường Nguyễn Oanh thuộc phường 15 quận Gò Vấp. Nhà mình tập trung rất là nhiều những tiện ích xung quanh luôn, nhà hàng, quán ăn, cơ sở giáo dục y tế, shop thời trang, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, chợ, siêu thị, gì cũng có. Ra ngoài này là ngân hàng một dãy luôn, ngoài văn phòng công ty, những tiện ích bậc nhất. Ngay kế bên ngã năm Gò Vấp thuộc trục đường Nguyễn Oanh, giao với đường Phan Văn Trị, di chuyển đi đâu cũng tiện. Nhà dài quá ha cả nhà, nhìn rất là thông thoáng luôn, ngang 4, chiều dài lên tới 17 mét lận. Đó, thuộc vật hàng bộ của mình được gia chủ ốp đá hoa cương, tay vịn bằng trụ gỗ, lan can bằng trụ gỗ nè. Và di chuyển tiếp tục lên gian tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan. Hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và mua bán ngay ngôi nhà này với giá bán hợp lý nhất cho một căn nhà đầy đủ công năng cho đại gia đình của mình đang cư sinh sống. Và Hằng Ni đang có mặt tại gian lầu đầu tiên, được gia chủ thiết kế cho mình gồm hai phòng ngủ, phòng phía trước và phòng phía sau. Đó, phòng nằm ở phía sau nè cả nhà. Trời ơi, đẹp chưa? Quá là nét luôn á. Trong đó là mình có giường ngủ nè, bàn trang điểm, tủ quần áo, cái tủ tivi được gia chủ sử dụng cho mình toàn bộ là chất liệu gỗ an cường. Với cái tông màu xám bên dưới là mình lót gạch dạ gỗ quá cả nhà. Nét quá, rất là đẹp luôn. Nhìn gia chủ mình chăm chút từng ngóc ngách không gian. Và đặc biệt là căn phòng phía sau này, mình kết hợp với một cái gian phòng tắm master, bước vào là say đắm luôn á. Đó, đẹp chưa? Có phòng xông hơi đá nóng nè, rồi bồn tắm sục, bồn tắm nằm, lavabo đường soi. Đẹp quá cả nhà ơi. Khu vực kiến trời nè, thông thẳng lên cái tầng sân thượng bên trên luôn, thông thoáng lắm. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và mua bán ngôi nhà với giá bán hợp lý nhất trong căn nhà đầy đủ công năng cho đại gia đình của mình đang cư sinh sống. Ngang 4, chiều sâu là 17 mét, ngay vị trí trung tâm ngã năm Gò Vấp, di chuyển rất là thuận tiện luôn. Đó, khu vực phòng ngủ của mình nè, giường ngủ là mảng tường giường ngủ được gia chủ mình ốp như tấm than tre kết hợp với những cái lam gỗ, nhìn quá là nét luôn. Bên đây là tủ quần áo nè, đẹp chưa. Và đi di chuyển tiếp tục, phòng ngủ tiếp theo nằm ở phía trước để cả nhà mình cùng tham quan. Hãy đến cùng Hằng Ni tham quan thực tế thử căn này. Phòng phía trước cũng thoáng luôn nha cả nhà, phòng phía sau rộng mà phòng phía trước cũng rộng nữa mà thoáng lắm, có cái ban công to nữa đó. Ta đã sử dụng riêng cho căn phòng phía trước, phòng master của mình, phòng vệ sinh, lavabo đường soi và tắm hoa sen đứng gạch ốp cao phô trần lên trên. Và phòng ngủ của mình trong đó có giường ngủ, bàn trang điểm, tủ quần áo, kệ tủ tivi, toàn bộ sử dụng cho mình là chất liệu gỗ an cường, đẹp quá. Và đó, chiều trưa ở khu vực ban công phía trước có cái xích đu để ngồi nè, cái đây nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê. Ở đây với mình về mình trồng một cái dàn hoa lan, rồi hoa rơi, mình làm thêm những cái khung sắt lên đó cả nhà, sắt CNC làm cái kiểu bo tròn bên đây nè, hoặc làm thêm một lớp mái che rồi trồng cây hoa hồng. Ở đây thì một không khí phải nói chill lắm luôn á. Đó, khu vực ban công nhìn xuống trục đường bên dưới nè, rộng chưa. Đó, nhà vừa thoáng vừa rộng vừa mát mẻ như vậy, không có căn thứ hai đâu cả nhà ơi. Tìm đâu ra một căn nhà ngay vị trí đường đẹp như vậy. Đó, có trồng cây trồng hoa, rồi xe ô tô mình đậu bên dưới, ba làn xe ô tô chúng ta đậu cũng được luôn á, bao nhiêu chiếc đậu cũng được. Nhà mình mà có tổ chức đám tiệc gì đó thì khu vực này phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Tìm đâu ra một căn nhà xây dựng chắc chắn như vậy mà phân khúc giá bán 8 tỷ hơn, vào thương lượng với chính chủ sở hữu ngay ngôi nhà này với giá bán hợp lý nhất. Và đi di chuyển tiếp tục lên tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan. Đó, phòng nào cũng đầy đủ các trang thiết bị cả nhà mình mua về, chỉ cần sắp vào liều vỏ ở và hệ tủ quần áo bên này nè. Đó, sử dụng cho mình toàn bộ là chất liệu gỗ an cường. Và di chuyển tiếp tục lên gian tầng tiếp theo, mình có lầu 1 rồi, bây giờ Hằng đi lên lầu 2 nè. Đó, thang của mình thì đi rất là đều bước luôn nè cả nhà, đi nhẹ nhàng đều bước ngôi nhà này á, mà gia đình mình về an cư sinh sống, mình dành tặng cho ông bà lớn tuổi trong gia đình, hoặc có là mình đi làm ở các quận trung tâm á, thì khu vực này rất là thuận tiện luôn. Di chuyển ra trục đường Nguyễn Oanh về Phạm Văn Đồng, kế bên chợ Gò Vấp, về quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, đi đâu cũng tiện hết. Hằng Ni đang có mặt tại gian lầu tiếp theo, đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện. Trong đó mình sẽ có tiếp tục hai phòng ngủ nữa, nhà có tổng là 4 phòng ngủ nha cả nhà. Đây, phòng ngủ thứ ba nằm ở phía sau, trong đó mình có giường ngủ nè, tủ quần áo âm tường ở bên trong, kết hợp với bàn trang điểm, máy lạnh dành riêng cho mỗi phòng. Đó, Hằng Ni nghĩ tại sao mà cái phòng này nè, mình về mình có thể thiết kế lại nha cả nhà. Mình làm một cái ô cửa sổ ở đây nè,
đó, cửa sổ như cái tách này nè, nó mở ra thì thấy nó thoáng hơn cho căn phòng này nè đó. Và di chuyển ra phía ngoài này sẽ được gia chủ thiết kế cho mình khu vực sân phơi giặt sấy, để máy giặt máy sấy rất là tiện. Có thang sắt di chuyển lên tầng tâm bên trên để đặt bồn nước cái máy nước nóng năng lượng mặt trời. Nhà vừa thoáng nữa chứ, và phía sau này là một cái bãi đất trống cho nên nhà mình thoáng lắm luôn cả nhà. Lâu lâu mới thấy một căn nhà mà thiết kế thông thoáng như vậy. Nhà chính chủ xây dựng để ở, sổ hồng công chứng mua bán trong ngày. Và di chuyển tiếp tục gian phòng phía trước để cả nhà mình cùng tham quan. Nơi đây sẽ thiết kế cho mình một cái toilet sử dụng ở đây dành cho hai phòng bên trên. Toilet của mình thì đầy đủ các trang thiết bị đó. Và phòng phía trước có thể là sử dụng làm phòng ngủ thứ tư, hoặc có là có thể là mình làm một cái phòng sinh hoạt chung, phòng yoga trên này, cũng như là sử dụng hợp lý nhất vẫn là phòng thờ ông bà tổ tiên. Cô cửa sổ view ra bên ngoài thì theo phong tục tập quán của gia đình mình. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này, phân khúc giá bán 8.750.000.000 đồng, hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và thương lượng với giá bán hợp lý nhất đó. View tháng chưa, và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem và ủng hộ cho em, cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và trước khi kết thúc video, Hằng Ni xin gửi lời cảm ơn một lời chúc đến đại gia đình của mình, các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, em yên và tràn đầy hạnh phúc, và mình đón một năm 2024 vạn sự như ý. Đây, cái khu này là khu đồng bộ như cả nhà, vừa đẹp vừa sang trọng nữa chứ, vừa thoáng nữa. Lâu lâu mới có một căn nhà mà phải nói là ngay vị trí trung tâm mà nhà chính chủ rồi thiết kế những cái công năng bên trong nhà hợp lý như vậy. Đó, thang bộ của mình nè, là dành tặng cho ông bà đơn tổ gia đình thì quá là phù hợp luôn. Cả nhà mình hôm giờ tìm nhà phố mà tìm chưa có đó, thì cái đường rộng như vậy hiếm căn lắm, lâu lắm mới có một căn. Thật sự là hôm giờ Hằng đi quay nhà cũng nhiều á, mà không có cái đường mà rộng, mà rộng được 8 đến 10 mét mà mấy đèn siêu tô chúng ta đậu như vậy. Thậm chí là mình đậu qua đêm, là đậu vài ba ngày, đậu tuần, cậu tháng thì cũng được luôn. Tại vì đường phía trước là đường nội bộ của khu dân cư tại đây nữa, chứ không phải là đường mà mình đậu được một chút đâu cả nhà ơi. Vị trí vừa đẹp mà nhà lại xây dựng chắc chắn như vậy đó, thích nhất vẫn là cái khu vực này nè. Nhà đẹp quá, không muốn tắt video luôn cả nhà. Và Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.